để tự bật cái thằng em bật cho đây. Cho ông quen chứ. Đã nó rửa thì mòn mòn cái mặt nó thôi mà. Rửa lại đó, rửa cái mòn mòn thôi. Nó sạch chứ. Cái này là quẹt một lần cho. Toàn rồi anh. Thấy thằng em quay thôi. Hút mụn cho thùng luôn à. Tối à? Để ra chị chỉnh nha. Thời gian đó nhé. Thank you.
kia của Vân nó học bên này. Đâu coi nè. Ừ. Rửa trắng luôn. Tụi nhiên nghe khỏi được mặt. Bạn là rửa được với bạn trắng được khác nhé. Ừ. Giao cho Thuận nữa nghe. Tôi thấy cái má mình rồi cũng được đúng không? Mọi người ạ.